B. Phạm vi sắc ấm Kinh văn Đương trụ thử xứ nhập tam ma đè, như minh mục nhân, sử đại u ám, tinh tính diệu tịnh, tâm vị phát quang, thử tắc danh vi, sắc ấm khu vũ. Việt dịch khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định như người sáng mắt ở nơi tối tăm, dù chân tánh nhiệm màu thanh tịnh nhưng tâm chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt, đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Giảng: Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, A Nan nên biết khi tu tập chánh định này, an trụ trong trạng thái thanh tịnh, động tĩnh không thay đổi, nhớ quên đều như một, như người sáng mắt nhận ra được chính mình ở nơi tối tăm như người có đôi mắt sáng tỏ, sống trong ngôi nhà tối tăm, dù bản tánh thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm màu, nhưng tâm chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí huệ sáng suốt chân thực, thì đây gọi là phạm vi của sắc ấm.